Giải đấu này được tổ chức ở các địa điểm không phải thuộc thủ đô, đó là các địa điểm của Thái Lan trong các kỳ SEA Games trước đây. Đó là Chiang Mai và Nakhon Ratchasima. Có mặt ở sân Bungkano vào lúc này không đủ để lấp đầy các khán đài của sân vận động rất lớn này. Nhưng áp đảo trong số đó sẽ là những cổ động viên của đội tuyển U23 Việt Nam. Được những trận đấu để đúc rút thêm kinh nghiệm rất có giá trị. Thành Lương quả chuyền rất thông minh, không bị vây. Bật quốc có người. Không có bàn thắng mở tỷ số. Rất đáng tiếc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Cực kỳ đáng khen với pha chơi bóng thông minh của Thành Lương và tình huống di chuyển cũng thông minh chẳng kém của Văn Quyết. Động tác qua người thì đúng là của Văn Quyết, nhưng pha kết thúc như sự lành lùng mà anh vẫn có được ở V-League 2011 thì lại bị đánh mất. Rất tiếc. Nếu đó là một bàn thắng mở tỷ số thì phần tiếp theo của trận đấu chắc chắn sẽ là những giây phút cực kỳ thuận lợi cho đội tuyển U23 Việt Nam. Cao hơn. Thành Lương. Cơ hội. Lê Văn Thắng là người tạt bóng vào ở tầm cao. Những pha đưa bóng như vừa rồi của Phạm Thành Lương có độ chuẩn xác và độ nguy hiểm rõ ràng là rất đáng chú ý. Khả năng trong thành phần thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games này có rất nhiều cầu thủ mà trước khi SEA Games diễn ra còn được rất lưu ý người biết đến. Bất ngờ đã xảy ra với bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ U23 Philippines. Một tình huống lơi lỏng của cao béo đỏ và bàn thắng đã. Sự trùng lại tương đối khó hiểu của cầu thủ đỏ trong ít phút vừa qua đã khiến cho họ phải trả giá. Phối hợp không có gì quá đặc biệt. Nhưng người đá phạt cũng chính là Thành Lương. William! Bóng rổ sẽ ngang. Không có bàn thắng cơ hòa cho đội tuyển U23 Việt Nam. Cú đánh đầu trước đó có lẽ là của Hoàng Thiên. Sau khi bóng bật trở ra, Văn Thắng là không việt vị. Người đã có bóng là Manuel Ot. Dứt điểm. Trúng cột dọc. Vẫn mạnh thành của đội tuyển U23 Philippines. Và ở tình huống gần đây nhất, nó cũng đã thử thách khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Rất may cho đội tuyển U23 Việt Nam. Có người đứng trong khung thành là thực sự đáng chú ý mà thôi. Các vị trí trên sân của cầu thủ phòng ngự bên phía Philippines là rất yếu. Chúng ta đã có được rất nhiều những khoảng trống và có những cơ hội. Bàn thắng cơ hòa đã đến và đó là phạt tốt lên nhà của hậu vệ đối phương. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với đội tuyển U23 Việt Nam và may mắn đã mỉm cười với đội. Người đã đốt lưới nhà là cầu thủ băng băng đội trưởng của đội bóng áo trắng Park Ban. Ở tình huống này thì rõ ràng là thủ môn Müller của đội tuyển Philippines đã không thể làm được gì. Tiếp tục là cầu thủ đỏ Hoàng Thịnh. Đội tuyển U23 Việt Nam đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Văn Quyết. Văn Quân. Wow! Tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Roland Müller vẫn là một người chơi. Chúng ta không xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Pha ghi bàn là của Hoàng Thiên. Những sự thay đổi của ông Franco West đều đã đặt dấu ấn trong những bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam cho đến lúc này. Bùi Xuân Hiếu là người đã lật bóng dẫn đến tình huống gỡ hòa cho đội bóng áo đỏ. Và vừa rồi là pha
Thanh Lương, Văn Quyết, cú bóng chân trái, wow, bàn thắng rất đẹp của Văn Quyết và đó chắc chắn là một dấu ấn cho Thiên. Đã không nhọc nhằn đến như thế nếu như ở tình huống có cơ hội đầu tiên ở hiệp 1 Văn Quyết có được bàn thắng. Nhưng dẫu sao thì Văn Quyết cũng đã cho thấy được cái duyên của mình, hay nói cách khác là những phẩm chất kỹ thuật đặc biệt của mình, với một cú phạt bóng rồi cứu bóng bằng chân trái đẳng cấp. Phan Quốc Hớt phát biểu: "Tôi hài lòng khi chúng tôi có 3 điểm. Chúng tôi đã có những sơ suất nhưng chúng tôi tạo được rất nhiều cơ hội. Quan trọng hơn là U23 Việt Nam đã có chiến thắng. Huấn luyện những gì đã thể hiện, việc U23 Việt Nam giành chiến thắng là kết quả xứng đáng. Tôi cảm thấy rất ấn tượng về cầu thủ đội trưởng Phạm Thanh Lương. Đây là cầu thủ thi đấu rất sáng tạo và gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U23 Philippines.